Năm 2014, khi khái niệm trang trại giáo dục còn mới lạ, thì tiến sĩ Hà Thị Kim Sa, hiệu trưởng hệ thống trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Hồng Hà, đã mạnh dạn đầu tư khu trang trại quy mô 60.000 m2 để phục vụ cho nhu cầu trang bị kỹ năng sống và cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho gần 2.000 học sinh và nhân viên của trường. Trang trại là một quần thể sinh thái thu nhỏ với khu vực chăn nuôi động vật hoang dã và mảng xanh ngút ngàn của các loại rau, củ, quả do chính tay thầy cô và học sinh của trường tạo nên. Đây có thể nói là cơ hội vàng để nối liền bục giảng với đời sống thực tiễn, giúp học sinh phát huy tính tích cực, sáng tạo, đặc biệt là tránh được sự áp đặt. Học sinh được tự do phát triển những kỹ năng tiềm ẩn của bản thân, giúp các em tự lớn lên, tự nhận thức được đúng sai bằng những quan sát và trải nghiệm thực tế. Thông qua các trò chơi tương tác, các buổi thảo luận nhóm, đặc biệt là các em được tự tay mình làm những công việc thật thú vị như chăm sóc vật nuôi, trồng và chăm sóc các loại rau, củ, quả bằng quy trình công nghệ sạch. Hiện tại, mô hình này đã khép kín được hoàn toàn cho nhu cầu cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho bữa ăn hàng ngày của các em ở trường. Tôi thấy đây là cái mô hình rất là tốt, bởi vì học phải có hành. Giờ các cháu nó học ở trong trường, nó cũng phải biết thực hành. Một là nó biết các loại rau là gì, mỗi ngày nó ăn thì nó biết là rau gì. Cái thứ hai là cách trồng như thế nào. Nếu trồng mà có cái rau sạch về, cải thiện cái đời sống của các cháu. Nó phải có những cái kỹ năng cần thiết để mà giúp cho cái việc mà học hành của các cháu đó nó có kết quả hơn. Tức là từ sách vở ra đến thực tiễn để các cháu biết như thế thì tôi cho rằng đây là cái mô hình tốt. Điều đặc biệt là qua các buổi học tập vui chơi như thế này đã ngấm ngầm bồi đắp cho các em tình yêu thiên nhiên và sự nhận thức sâu sắc về thế giới quan. Các em được thụ hưởng những kiến thức cần thiết để sống sao cho lành mạnh và có ý nghĩa. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng trong việc hình thành kỹ năng sống cho các em sau này. Bởi vì kỹ năng sống liên quan mật thiết đến tất cả mọi lĩnh vực, mọi hoạt động. Nó là năng lực tâm lý xã hội để đáp ứng và đối phó với những yêu cầu và thách thức hàng ngày. Trên tay tôi là những cái bó rau, mà đây là sản phẩm của các em học sinh trường Hà chúng tôi. Các em đã tự gieo mầm, tự bón phân, và đây là sản phẩm mà tự các em đã làm ra. Song song đó thì chúng tôi cũng rèn luyện kỹ năng sống của các em. Mỗi tuần các em đều được lên đây để mà sinh hoạt, và chúng tôi mời những trường bạn cũng như một số trường nước ngoài tới đây để giao lưu, trao đổi, rèn luyện cái kỹ năng sống và nâng cao cái trình độ ngoại ngữ của các em lên. Chúng tôi cũng nhận được, và kết quả ngoài sự mong muốn là chúng tôi đã nhận được cái sự cảm ơn từ các bậc phụ huynh đã thấy các em rất là tiến bộ trên mọi lĩnh vực. Vì vậy đó là một cái phần thưởng lớn cho ngành giáo của chúng tôi cũng như toàn bộ nhân viên trường mà chúng tôi. Trong khi sự thật luôn có một khoảng cách giữa thông tin, nhận thức và hành động. Có nhiều điều ta biết được, ta nói được mà không làm được. Nếu một cá nhân có đầy đủ các kiến thức trong cuộc sống nhưng lại chưa biết sử dụng linh hoạt các kỹ năng thì không đảm bảo sẽ ra được những quyết định hợp lý. Chính tại các buổi học tập ngoại khóa tại trang trại Hồng Hà, nhà trường giúp các em hiểu, biến những kiến thức về kỹ năng sống được trang bị thành hành động cụ thể trong quá trình hoạt động thực tiễn với bản thân, với gia đình, với xã hội. Nhờ đó mà các em ứng phó tốt trước nhiều tình huống giao tiếp, ứng xử, giải quyết các mối quan hệ và thể hiện bản thân một cách tích cực. Lần đầu tiên tham quan nông trại Hồng Hà thì tôi cũng thật bất ngờ. Các nơi thấy trồng nhiều loại cây ăn trái, mà rau sạch là để đưa vào bữa ăn cho học sinh, đó là rất tốt. Đây là cái sự quan tâm lớn lao của nhà trường đến bữa ăn của học sinh. Cuối tuần các em học tập căng thẳng, các em có nơi mà để tham quan rồi chơi, rồi tự nấu những bữa ăn trong tập thể cho mình, rồi tạo cho các em có một cái kỹ năng sống. Khi mà học ở trên trường, các em vừa học tập còn vừa có kỹ năng sống, rồi biết mình nấu những cái món canh gì và cho gia đình. Đó là một điều rất là tốt.
Tất cả sự trang bị trên nhằm mục đích đào tạo ra những thế hệ học sinh trường Hồng Hà hội nhập nhanh và toàn diện với thế giới. Học sinh sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông có thể tự tin đi du học ở Nhật Bản theo chương trình liên kết đào tạo của trường hoặc bất kỳ một nền giáo dục tiên tiến khác trên thế giới. Sau khi được tham quan và học tập tại nông trại Hồng Hà, thì sau một ngày chúng em cảm thấy đây là một chuyến đi vô cùng bổ ích. Chúng em học được rất nhiều kỹ năng sống để phục vụ cho chuyện học tập của chúng em. Chúng em hiểu được giá trị của lao động. Một ngày như thế này thì chúng em cảm thấy rất là thoải mái. Khi về thì tình bạn được gắn kết nhiều hơn, sự liên kết với nhau được nhiều hơn. Và một ngày như thế này thì về học tập cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Trang trại Hồng Hà, mô hình giáo dục tích hợp tiên tiến hiện đại với những kết quả đạt được ngoài mong đợi, giải quyết được hai vấn đề nóng nhất hiện nay. Đó là vấn đề an toàn thực phẩm và trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Chính vì thế mà trong thời gian qua, trang trại Hồng Hà, một minh chứng cho phương châm tất cả vì học sinh thân yêu. Nơi đây không chỉ là địa chỉ tham quan, học tập và nghiên cứu của nhiều trường bạn, mà các đoàn học sinh nước ngoài cũng háo hức tìm đến khi có dịp sang Việt Nam.